Tiếp nối chương trình là bình luận của tác giả Nguyên Tống đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 29 tháng 12 về nạn vô trách nhiệm, lỗi không phải tại tôi trong xã hội Việt Nam thời Cộng sản. Thành Tâm mời quý vị cùng chia sẻ. Lỗi không phải tại tôi. Không biết từ khi nào, người Việt chúng ta sinh ra có một thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh. Và rồi nó ngày càng trở nên tệ hại như bây giờ. Đầu tiên là từ cái lớn, cái bao trùm lên tất cả mọi người, đó là đất nước nghèo đói, lạc hậu. Người ta không nhận ra sự yếu kém về mình mà đổ tại do chiến tranh liên miên. Ừ thì do chiến tranh tan phá là đúng rồi, nhưng sao cả Asian không ai bị? Triều Tiên cũng y chang như mình, chia cắt đất nước mà họ cũng không đánh nhau tiếp sau năm 1953 nữa. Giờ Hàn Quốc thế nào và Bắc Hàn thế nào? Nghịch lý ở chỗ là cái tệ hại thì do ngoại cảnh, nhưng hễ có cái gì hơi tốt á, thì thổi phồng lên rồi cho rằng mình có thế nào thì người ta mới cư xử thế chứ. Đã bao giờ có vị thế và cơ đồ này chưa? Nói vậy chẳng hóa ra mình có thế nào á thì người ta mới đánh cho dập mặt suốt 50 năm chứ. Có ai bị đâu. Thế rồi tất tần tật từ lớn tới nhỏ người ta bao biện đổ tại người nọ, người kia, tại thế lực thù địch chống phá này nọ mà không tự hỏi mình có thế nào mới nhiều kẻ chống phá thế chứ. Làm ăn be bét thì đổ tại cơ chế, nhưng lại không truy đến cùng xem cơ chế đó do ai tạo ra mà khắc phục thay đổi đi. Đến những việc tưởng như chẳng thể đổ tại ai được nữa thì đổ tại ông trời, tại thời tiết một cách trơ trẽn và ráo hoảnh. Đá vỉa hè có độ bền 70 năm, nơi thì vỡ do trời mưa, nơi thì vỡ do nắng sau một vài năm. Sân cỏ Mỹ Đình vàng úa là do thiếu nắng. Gây bẩn thì chắc là do thiếu mưa ư. Rồi bạn thử nhìn lại mình và xung quanh xem, làm gì cũng qua loa, hỏng việc thì tìm cách đổ lỗi cho sếp, cho cấp dưới, cho khách hàng. Đến khi nghèo thì đổ lỗi tại số, tại mình không có điều kiện trời cho như người khác. Và cứ thế lầm lũi sống mà không tìm cách hóa giải nó, không tìm cách nỗ lực chỉnh sửa trau dồi bản thân. Kẻ kiếm được tiền, thăng quan tiến chức rồi bị bắt, bị cai tù, thì cũng là đen thôi, đỏ quên đi. Cả một xã hội từ trên xuống dưới, từ việc nhỏ đến việc lớn cứ lộn veo như thế, không ai tìm cách chứng hưng nó đi. Để rồi lại đổ là tại dân trí thấp. Ừ thì do dân trí thấp nên đất nước tụt hậu là quá đúng rồi. Nhưng ai tạo ra một nền giáo dục bét nhè, chè đổ đen như thế? Gần một thế kỷ mà con em dân tộc Việt này không làm nổi một cái ốc vít. 90% dân mù ngoại ngữ nên không tiếp cận được văn minh, văn hóa thế giới. Cái gì cũng đổ tại ngoại cảnh mà không hề biết tự vấn bản thân. Quên lời dạy của tiền nhân, tiên trách kỷ, hậu trách nhân rồi. Một câu hỏi lớn mà chưa có lời giải. Nếu hết thế kỷ này thì chúng ta không xây dựng được chủ nghĩa xã hội thì lỗi sẽ tại ai đây? Chiến tranh đã lùi xa 50 năm rồi mà chủ nghĩa xã hội chưa ai, chưa ra hình thù gì, chưa xong phần lý thuyết. Và trong vòng 80 năm tới chắc cũng chẳng ai thèm đánh ta nữa, ngoại trừ ông bạn vàng. Lúc đó mà đổ tại ông Marx hay là ông Lenin thì có nghe được không? Hay lúc đó con cháu ta sẽ vạch mặt chỉ tên. Cái làm cho dân tộc ta tụt hậu hàng thế kỷ là sự kiên định thì sẽ ra sao? Lại là lỗi về lịch sử à? Nghĩ lại đi, muộn còn hơn không.